Đây là 5 giờ sáng ở Mỹ nha. Rất ít người tập thể dục. Ở Mỹ hay có mấy cái thùng này, thùng rác này, từng đem ra một lần đó, trong đó bỏ rác. Bữa nay ngày đổ rác nên ai cũng đem ra hết. Ở Mỹ cũng có nhiều ổ gà lắm này, thấy chưa? Đường giá đâu phải ở Mỹ là xịn đâu. Nhưng mà vài bữa là nó cũng làm lại con đường mới. 5 rưỡi rồi chưa thấy ai hết. Ở Mỹ cũng nhiều cục điện lắm nha. Đó. Đây là sách miễn phí này đó. Đồ ăn miễn phí cho những người mà nghèo. Có gì sớt thế nào? Jesus. I can take that. Còn đâu đạo đó đâu. Giờ đi tiếp nha. Giờ đi đâu đây? Này là cây trái chứ. Do chính phủ trồng. Ai cũng có thể vô hái được hết. Chưa chín, cà chua. Wow, trái này bự quá. Này cải, cải son. Đó, ai muốn hái gì thì vô hái. Thường thì không ai hái. Wow, trái gì á? Rất nhiều, rộng thênh thang luôn.
Chơi táo ở nhà. Chà vô áo coi nó sạch không? Có nước luôn mà phải không? Ăn thử ngọt không? Ăn thử coi. À, để ăn trước đi. Này thiếu muối. Này thử đi. Kiểu ngọt quá. Đây sao vườn cây đào. Một góc.